Hãy xem cách mà người này giặt quần áo. Những bộ quần áo tự động di chuyển thành hình lốc xoáy. Sau khi giặt sạch sẽ thì nó còn tự động quay lại bờ. Những người quản lý nhìn thấy quần áo được giặt sạch sẽ một cách nhanh chóng, cũng rất bất ngờ. Vài ngày trước, Lee Jun bị một linh hồn hắc ám nhập vào cơ thể. Trong trời mưa mà cơ thể anh lại phát ra lửa. Mọi người vội vã dùng nước dội lên người anh ta. Từ khi bị nhập hồn, Lee Jun càng ngày càng tham ăn. Ăn hết phần của mình thì Lee Jun còn ăn luôn phần người khác. Người quản lý cho rằng Lee Jun ăn nhiều thế thì có lẽ sẽ làm việc rất chăm chỉ. Ông ta mang về một chậu nước thải lớn. Ông yêu cầu trước khi trời tối, Lee Jun phải tưới hết số phân này. Ai ngờ quản lý bảo một người theo dõi Lee Jun. Lee Jun phân thân ra nhiều người và cùng nhau tưới phân. Khi quản lý đi tới thì thấy Lee Jun đã hoàn thành. Thông qua bài kiểm tra này, quản lý quyết định giữ Lee Jun ở lại. Lee Jun vô cùng vui mừng. Một hôm, Lee Jun đi câu cá. Vừa thả mồi câu thì cá đã cắn câu. Ai ngờ con cá quá lớn và kéo Lee Jun xuống nước. Sau đó một con cá lớn được mang lên. Quản lý nói ông chưa bao giờ thấy một con cá xấu như vậy. Nhưng nó to béo lắm. Nhìn đi. Ăn chắc là ngon lắm đây. Chưa được vài hôm thì Lee Jun đã gây ra sai lầm. Lee Jun bị phát hiện khi anh đang nhìn tấm ảnh chân trần của thánh nữ. Anh bị bắt và trói lên cột và chuẩn bị ném xuống hồ. Anh bị trói và bị đặt lên một cái bè. Thế nhưng đám quản lý vừa rời đi thì chiếc bè tự động quay lại. Bọn họ tức giận và dùng gậy đẩy Lee Jun đi. Vừa trôi được 2 mét thì nó lại trôi trở lại. Điều này khiến bọn họ vô cùng tức giận. Một hôm, người của hoàng gia tới đây tham quan. Rõ ràng là bọn họ cần phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn để mời hoàng gia ăn. Bọn họ nấu con cá lớn vừa nãy làm bữa chính. Bất ngờ hơn, hoàng gia ăn miếng cá và không ngừng khen thịt cá rất ngon. Hoàng gia còn hỏi quản lý rằng ở đây ai biết sửa xe ngựa. Quản lý đành gọi Lee Jun giúp sức. Hoàng gia tới phòng của Lee Jun. Lee Jun không để ý và nhổ nước bọt vào chân ông ta. Lee Jun viết gì đó lên giấy và đưa cho họ xem. Hoàng gia đọc và cười lớn. Khi không có ai chú ý, hoàng gia lấy ra một chiếc khăn để lau nước bọt. Sau đó dùng nó lau bán xe ngựa. Vì để cảm ơn Lee Jun giúp đỡ, ông ta tặng anh một chiếc nhẫn. Tên quản lý tưởng hoàng gia tặng nó cho ông ta. Ai ngờ hoàng gia nói chiếc nhẫn là tặng Lee Jun. Quản lý ngay lập tức thay đổi sắc mặt trở nên cay cú. Hắn liền kéo Lee Jun tới rừng sâu. Hắn yêu cầu Lee Jun phải chặt cây theo đủ số lượng. Sau đó hắn đi xe ngựa về và bỏ Lee Jun lại làm việc. Đột nhiên cơ thể của Lee Jun biến thành người khác. Anh ta làm phép và xuất hiện một ngôi nhà từ lòng đất. Linh hồn đó thoát khỏi người Lee Jun và đánh anh một trận. Hắn nói Lee Jun chỉ cần nghe lời thì hắn sẽ cho anh ăn no rượu say. Thế nhưng Lee Jun không đồng ý hợp tác với hắn. Hắn ta vô cùng tức giận. Hắn là một bản thể ước bắt Lee Jun ký vào. Chỉ cần Lee Jun ký thì hắn sẽ cho anh siêu năng lực. Lee Jun nghe thấy có siêu năng lực liền ký vào thệ ước. Cứ tưởng Lee Jun sẽ ký, hóa ra anh viết một dòng chữ chửi thề lên tờ giấy. Hồn ma tức giận trói Lee Jun vào cây. Sau đó hắn châm lửa muốn hỏa thiêu Lee Jun. Sau khi hắn rời đi thì trời đổ mưa. Hắn ta tức giận và nhập vào cơ thể Lee Jun và làm việc xấu. Hắn phá hủy khu rừng. Người quản lý thấy mọi thứ bị phá hủy và vô cùng lo lắng. Sau đó hồn ma còn đưa Lee Jun tới một nơi sầm uất. Lee Jun phát hiện ra nơi này vô cùng hỗn loạn. Anh tức giận và không chịu nổi ở một nơi như này. Ai ngờ anh bị người lạ xung quanh đánh cho một trận. Hồn ma liền làm phép chữa trị cho Lee Jun. Thế nhưng vết thương trong tim của Lee Jun mới khó chữa lành. Hồn ma không muốn Lee Jun như người mất hồn nữa. Hắn quyết định đưa Lee Jun gặp Thượng Đế. Ai ngờ hồn ma bị Thượng Đế đánh cho bị thương và mất ma pháp. Lee Jun chỉ đành đưa hồn ma quay lại nước Nga. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Lee Jun luôn lạc quan. Thế nhưng hồn ma vì không có giấy tờ tùy thân nên không được nhập cảnh. Lee Jun cũng bị coi như đồng bọn. Cả hai bị đánh đòn. Lee Jun bị thương nặng. Hồn ma muốn cứu anh nhưng đã không còn phép thuật nữa. Hồn ma tìm người tới giúp đỡ. Thế nhưng Lee Jun đã hóa thân thành một đốm sáng nhỏ. Hồn ma muốn giữ Lee Jun lại nhưng quá muộn màng. Cuối phim, hồn ma trở lại nơi Lee Jun từng sống. Anh quyết định sẽ sống nốt phần đời của Lee Jun. Bộ phim tới đây là hết. Nói tóm lại là bộ phim xàm vì tôi chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.